Hello, xin chào toàn thể các bác nha. Hôm nay được ít quá các bạn. Tối qua này lúc 10 giờ được một con vạc. Đây, chắt hôi này, một con vạc đây các bạn. Vạc con chắt hôi này. Đây, vạc lưới này. À, con này nó bị xuống nước, nó bị chết rồi các bạn. Đấy, lúc 10 giờ em ra thì vẫn thấy nó sống nhiều. Đây các bạn này. Đây, nó rúc xuống nước là nó bị chết. Lưới vạc nhà em thì hàng siêu chất lượng luôn. Đây các bạn này, chọn lưới vạc ấy, toàn bộ nó phải là đi biên đôi như này. Đấy thì là nó chống rách ở biên lưới này nha các bạn nhé. Đây là chống rách ở các biên lưới này, nhằm cho lưới chúng ta cực kỳ bền luôn. Đấy, nếu mà hàng biên một thì nó lại rẻ hơn nhiều các bạn. Đấy, hàng biên đôi nó sẽ đắt hơn. Con này mắc từ lúc 10 giờ các bạn này. Đấy. Sau đó, 10 giờ hôm qua thì em không mặc quần áo ra. Không mặc quần áo ủng lộ nước đâm ra là không ấy được. Không gỡ được nó các bạn. Lộ đây nó sụt sâu rồi. Sụt thì thôi rồi luôn. Đây. Hôm nay không được chim mấy các bạn. Hôm nay được ít lắm. Đây một chót này. Một rẽ kìa. Đây toàn bộ lưới vạc hết nhá, dính vào lưới vạc hết. Nói chung là con chót và con chân hương và con rẽ để dính hết các bạn. Lưới vạc này nó là sợi chuối 20. Đối đánh rẽ thứ thì nó hơi to, nhưng mà đánh rẽ la vào 10 con thì may chăng lọt một các bạn nhá. Đấy, đây một con chót hồi. Chót hồi lượn. Đấy, đây. Đây lưới vạc hết mà. Lưới vạc đây. Nói chung là lưới vạc đánh rẽ, đánh chót cái thứ, đánh chân hương nó vẫn vào bình thường. Nó dính bình thường các bạn. Biệt bây giờ các bác đang đánh te vàng ấy, nhưng mà già te vàng chỗ em nó có mấy đâu. Mấy hôm các bác bảo đánh te vàng nữa, bãi này đẹp. Ừ thì bãi này đánh te vàng cực đẹp luôn. Nhưng nó không có mấy các bạn. Không thấy te vàng mấy. Kia con nữa. Nói chung là được khoảng mười mấy con thôi các bạn. Chẳng được nhiều đâu. Đây. Đây rẽ. Đấy hôm nay thử đánh tiếng rẽ tám. Rẽ. Như con nữa các bạn kìa. Đấy con nữa. Đấy, mọi người ta cắt cỏ hay là người ta cũng liếm luôn một giường lưới bực quê. Bãi làm đẹp lắm rồi, chờ chim về nhiều thôi các bạn. Đây một rẽ con chót này. Đấy, nói chung là chỗ em thì chim nó ít lắm, bãi thì đẹp đấy nhưng mà chim nó hơi ít các bạn, nó cũng không có nhiều chim lắm. Bây giờ là mang nhặt tập bị thôi, đánh được con nào hay con đấy. Đây rẽ đây, nói chung là nó được ít. Chẳng biết chỗ các bác thế nào, chim chỗ các bác về nhiều không. Chim chỗ em thì nó cứ đều đều như này thôi, ngày vài con, chục hai chục con, nào nhiều ba chục con. Có bợ thì vui rồi đấy các bạn. Hôm nay bảo đi đánh cò nhưng mà công việc bận quá không đi đánh cò được các bạn. Chịu rồi. Đấy, một con rẽ nữa lao mắc luôn. Gỡ cụ chỉ chuột này ra. Cụ này cụ phá lưới chim nhá. Đấy, xuống bãi. Thế nó vẫn xuống bãi được các bạn. Lao mắc đây. Đây. Xem tay đón này, xem còn còn con nào. Đây vừa con bay kia mắc luôn, bên đấy được có hai con các bạn. Phải phát nốt chỗ cỏ này thì nó mới sạch sẽ được. Chịu khó thi thoảng phát, xong thi thoảng phun cho phát là ok ngay. Đây đó này không con nào, đây đó này hôm nay không được con nào các bạn. Thụt lắm, cái đầu của em nó tương đối là thụt các bạn. Đấy. Chờ đánh rẽ đến tầng rồi.
10 giờ bắt đầu nghỉ rồi các bác. Rẽ chỉ đánh 10 giờ là nghỉ thôi. Đấy, mọi người bắt đầu đi cắt cỏ, lấy cỏ hết rồi các bạn. Tổng kết hôm nay chắc được 10 con rồi nhé, cả rẽ cả chót. Chắc phải gần 20 rồi ạ. Nói chung là cũng có công. Đấy, toàn thể bãi đấy. Đây, ngoài này rụng lúa rồi, lúa bắt đầu cao rồi. Chuẩn bị căng lưới đánh trích được rồi đấy các bạn. Bây giờ tối trăng này đánh mắt đỏ cua, mắt xéo. Sẻ đồng rồi. Đấy. Chim bắt đầu về rồi. Cò này các bạn ơi. Cò bay qua đồng, đây là con cò trắng này. Đấy, đây là cò trắng nhá. Này xuống ngon quá nhờ các bạn nhờ. Nó xuống bãi thì gặp ngay. Thôi, xin chào các bạn nhá. Vạc thì kém lắm các bạn, chẳng thấy vạc đâu mới. Đấy, bác nào cần còn thiếu lưới loa đài âm ly cứ liên hệ em nhá. Hẹn các bác video vào ngày mai. Xin chào các bạn.